khó lâu nữa. Em là idol hả? Ủa, đang học hả? Vậy có muốn làm idol không? Là idol qua làm nữa. Làm idol ngồi này 2 tiếng này lấy viên kính này. Mà thôi, lấy tiền mà thôi. Mà thôi, thơm đúng không thôi nha. Tắm rồi, không có thôi. Thôi hoài. Ai biết. Chút chơi hơi thôi, mà trong cho thằng anh nhưng chút chơi hơi thôi hoài. Ai biết cho ai thôi. Hai đứa có gì với nhau thôi mà không hoài rồi. Nãy giờ ăn cơm ăn cổ lương hơi nhiều á. Chị em hả? Chị em mình nãy giờ tưởng gì á. Thấy tình hả? Quá đáng quá sức. Thôi, không phát đâu. Làm vậy kỳ lắm không? Thôi. Phát rồi, đến lúc mình chia cái người ta phát mình lại hả? Ủa đang ở đâu nghe ồ không ta? Đang giỗ hả? Có đám giỗ gì vậy? Dạ, đang xây à. Ủa chưa không ngủ mà lên đây dạo hả? Có đặt lên đây chơi xíu rồi. Chơi xíu hả? Chơi mà kéo luôn hai chị em lên luôn hả? Rồi ai là chị, ai là em? Em là chị. Đó thấy chưa? Mới hỏi cái là hung nữa. Chưa ăn cơm chưa? đang đợi cơm, cơm đang đợi cơm 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 chó nè nên chưa ăn cơm. Mà nãy giờ phát cơm nhiều quá cũng no luôn rồi. Hello dâu, lên chơi dâu. Đang đói mà nãy giờ hai chị em phát nhiều quá. Quá trời quá đất luôn à. Alo, sim ra rồi. Alo, alo. Chim sẻ gọi đại bàng. Yeah. Cô đại bàng mới nghe đó. Hello Hà nha. Ủa, dâu lên rồi kìa. Ê dâu ơi, hai bên kia hung hung nhau dữ quá. Anh em mình hung đi.
sao nó không có mặt bên này ta? Hợp lý, cái icon vừa rồi hợp lý đó. Bé Hương hai tay hai em nha. Thiệt luôn. Rồi đó, có ông kia ông lên rồi đó. Hello, Hoàng độc thân nha. Rồi xong, thêm đứa nữa vô nha, con chó luôn. Vô đây phát cơm chó cho nè. Rồi xong. Rồi nhập nhập chung hội luôn. Thôi kệ, hung hung đại đi, hung dính thế nào hung à. Sao anh cảm giác trong phòng này á, 5 người mà có mình anh với em vậy Trâm? Có một sự kỳ kỳ thị ở đây hay sao á? Quá đáng lắm luôn. Kìa, bà hay ai kêu uống nước đi kìa. Nói chuyện nhiều quá kìa. Để ai lớp vô bà quạt cười cười nữa kìa. Rồi ông Hoàng ông ra xong rồi cuối cùng ông cũng không có chịu nổi cũng vô lại kìa. Còn Hoàng này nữa, Hoàng độc thân. Còn mà trên đây có ai làm idol không hay là đi dạo chơi thôi? Ai giả bộ làm idol đi, qua đây anh cho làm. Thôi anh tự làm đi. Vậy luôn Tự hả? làm đi. Thiệt tình hả? Người ta hỏi thôi mà trả lời thật lòng quá mà. Ủa thì rảnh lên lên đây thì mình làm idol mình mở live lên gì đâu, mình kiếm tiền Em sống hướng nội lắm anh ơi. hả? Nội hả? Em sống hướng nội lắm, nhưng mà cái miệng của em hơi hướng ngoại xíu. Đúng rồi, bởi vậy em mở phòng live là hợp lý luôn, đúng không? Vô là mình em nói thôi. Ví dụ đi, cái miệng em là nó hướng ngoại đúng không? Ai vô phòng em mà giành nói với em á, em cấm chat nó xong. Ê, cấm cấm nói luôn. Hợp lý không? Em mở cái phòng em tự nói mình lên đi mày. Thì chuẩn rồi, em sống nội tâm mà. Thì em chỉ cần mình với nội tâm em nói ra được rồi, đâu cần ai nói nữa. Chuẩn chưa? Gì dâu chén quá hả? Sao vậy dâu? Ấy à. Ấy làm như ông Hoàng là quen quen với em hả? Ổng không quen, không nhớ.
Vậy sao có quen không Hoàng? Lên tiếng đi, chứ không là kết rồi khỏi phòng nha. Anh Bảo. Kìa, được yêu rồi kìa. Chị ba. Dịu đương đi chị nữa. Ba. Ghê quá. Hello, chân đi nè. Ấy chân đi nè nhầm. Đập lộn, đập lộn. Đập lộn. Hụt dịch con lộn mà. Hello Dung nè. Bí Bảo. Em mà công nhận người ta thích thích đặt chữ nè ha. Dung nè, chấm nè. Chứ gì trời. Chữ đó đặc biệt. Vô là cứ nè nè đúng không? Thích kìa, à, thấy chưa? Thích. Được, được, được. Anh mở thêm ghế được không? Anh nói thiệt luôn á, là anh chưa mở thêm ghế bao giờ. Sao ạ? Đông quá nó tập tập nham phải không? Giờ nè, ai nói chuyện thì lên đây ngồi. Hoàng độc thân có nói chuyện không? Không rồi đá xuống nè. Đúng không? Chứ lên nhiều quá cuối cùng là đâu đâu ai nói chuyện đâu. Đó. Ai thích lên đây ngồi. Cho lên phía này nè. Rồi không ai lên thì cũng trời. Ghế đâu? Ghế đâu ghế VIP đây nè. Anh ngồi quản sự kia ngồi chứ. Bình thường ta đâu có ngồi được đâu. Đó. Được chưa? Đó, mời Tam sư tỷ rồi đó. Rồi lên đi Tam sư tỷ. Mời hết luôn. Cùng những cái ông Hoàng độc thân cũng hay hay thiệt chứ, đứng ngay giữa bẻ phải ăn cơm chó nữa. Đâu có người khác dẫn đâu. Đấy à, hợp lý quá, cười ha. Khoái khoái. Ủa sao vậy Dung nè? Đi hả? Em lên tiếng đi thì anh cho làm quản trị viên. Còn em chat anh không biết đọc chữ. Sao vậy Dung nè, lên đi chơi nè Dung. Nói gì cũng được. Kìa, muốn có người yêu quá kìa. Ủa anh nhớ anh kêu Nhung mà, đâu kêu Dung đâu ta. Em lên tiếng em sửa cho anh cái từ Dung với từ Nhung đi. Cái gì vậy? Tôi mượn bà cười cho bà chăm. Để thấy em cười mà anh cũng cho. Đúng rồi. Có chịu không? Có chịu. Ủa, sao vô nhiễu vậy? Nhớ ông vào đâu ai vừa đâu. Nhưng không nói được, mình nói được, bắt mẹ ăn rồi.
ấy làm như là ai vô đây cũng muốn bắt 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 mẹ chủ phòng đó ta. Hello baby, bill của ai đó. Đúng rồi, lên đây nói đi Nhung, đừng chat nữa. Anh đọc anh bị loạn thị đúng không? Đọc em chat nữa anh nhướng mắt lắm. Kìa, bé yêu nó hỏi ai có người yêu chưa kìa. Có Hoàng độc thân nè em. Vì chứ nãy giờ thấy Hoàng độc thân nó đi rao cũng nhiều á, mà chưa ai nhận á. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ai có yêu tôi không? Nếu mà em đã hỏi thì anh cũng sẽ nhắn thôi. Nhiều hả Nhân ơi. Bây giờ qua cái số 1 rồi cái nè.